Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam luôn trân quý các nhà khoa học đóng góp cho sự phát triển bền vững của nhân loại, khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ nhất. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Đại sứ quán Việt Nam và chúc Tết cộng đồng Việt Nam tại Campuchia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Campuchia. Dù có nhiều vất vả, nhưng các chiến sĩ tại Trường Sa vẫn kiên trì công tác tăng gia sản xuất để phần nào cải thiện bữa ăn của lực lượng làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 1, dự lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân quý, tôn vinh các nhà khoa học chân chính, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, suốt 2 năm qua, nhất là trong thời khắc khó khăn nhất của dịch bệnh, cả nhân loại đã đặt niềm tin, hy vọng và trông chờ vào các nhà khoa học để tìm ra vaccine và thuốc chữa phòng chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rất chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là các nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp phần mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang đẩy mạnh thiết kế cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng, thúc đẩy huy động nguồn lực đổi mới sáng tạo, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước hùng cường và thịnh vượng. Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì ngay trong mùa giải VinFuture đầu tiên đã ghi nhận sự tham gia từ 60 quốc gia với gần 600 dự án tranh giải, trong đó gần 100 dự án đến từ top 2% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu chuộng hòa bình và khát vọng phát triển, luôn ca ngợi vẻ đẹp nhân văn và giá trị cao cả của khoa học và sáng tạo. Đồng thời, Việt Nam luôn trân trọng, trân quý, tôn vinh các nhà khoa học chân chính đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của nhân loại. Cuộc hội tụ ngày hôm nay là hội tụ của trí tuệ, của khát vọng, của cống hiến, của tình hữu nghị, của tinh thần đoàn kết, hợp tác, kết nối, của những giá trị nhân văn tốt đẹp cho nhân loại trên trái đất chúng ta. Tôi mong chờ những bước phát triển mới trong việc ứng dụng các nghiên cứu của quý vị tại Việt Nam. Là một người Việt Nam, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào với giải thưởng lớn đến từ Việt Nam. Đối với tôi, đây không chỉ là một giải thưởng mang tên VinFuture, mà là một giải thưởng của người Việt. Chúng ta khiến cả cộng đồng khoa học toàn cầu bỗng dưng nhìn Việt Nam với một vị thế khác. Còn với cộng đồng Việt Nam, tôi mong rằng thế hệ người Việt trẻ sẽ tận dụng cơ hội này để kết nối, hợp tác với những bộ óc lớn để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ khoa học tiên tiến. Thủ tướng đã trao giải thưởng lớn nhất của VinFuture trị giá 3 triệu đô la Mỹ cho 3 nhà khoa học gồm Kathleen Carrico, Drew Weissman đến từ Mỹ và Peter Rutherkulis từ Canada với công nghệ nghiên cứu vaccine mRNA, mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả. Nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia vào chiều ngày 19 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các tổng lãnh sự quán và các cơ quan bên cạnh tại Campuchia, đồng thời tiếp lãnh đạo Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia và trao tặng quà Tết tới cộng đồng bà con tại nước bạn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ về tình hình phục hồi phát triển kinh tế xã hội khả quan của đất nước, nhấn mạnh các định hướng triển khai nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại với kết quả quan trọng của Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa qua được tổ chức. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng và biểu dương kết quả công tác toàn diện của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, cũng như những thay đổi tích cực trong cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Hoan nghênh Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các trọng tâm công tác trên địa bàn, có ý nghĩa hết sức quan trọng như Campuchia. Nhân dịp năm mới Tết Nhâm Dần, Bộ trưởng chúc Tết cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước này. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp lãnh đạo Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia và trao tặng quà Tết bà con người Việt tại nước này. Thay mặt Ban Thường trực Hội, ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia đã báo cáo khái quát tình hình cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, các trọng tâm công tác chính của hội và việc tổ chức đón Tết tại các địa phương. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị lãnh đạo hội và các cấp hội quan tâm hơn nữa
đến công tác xây dựng hội, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn đối với cộng đồng, đặc biệt làm tốt vai trò là cầu nối trong giao lưu nhân dân giữa hai nước trong năm 2022, năm hữu nghị giữa hai nước, năm Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng 500 phần quà Tết từ nguồn vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới cộng đồng người Việt tại Campuchia gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là nguồn động viên kịp thời cho bà con nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, thể hiện truyền thống quý báu, tương thân tương ái của dân tộc đối với đồng bào gặp khó khăn ở nước ngoài. Thưa quý vị, hộ chiếu vaccine của Việt Nam hiện đã được 10 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận, thông tin từ Bộ Ngoại giao. 10 đối tác này là Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives. Việt Nam hiện cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine hoặc là giấy chứng nhận tạm thời của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc công nhận này sẽ là cơ sở để người đến từ 79 nơi này khi nhập cảnh vào Việt Nam có thể giảm bớt thời gian cách ly tập trung xuống còn 3 ngày. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi do Đại sứ Hoàng Văn Lợi dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại vùng Garden Route và thành phố York thuộc tỉnh Western Cape, Nam Phi. Chuyến công tác do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Nam Phi tổ chức và nằm trong chương trình công tác ngoại giao công chúng hướng tới các địa phương và cộng đồng dân cư khó khăn. Tại buổi làm việc với thị trưởng vùng Garden Route, Memory Boyson, và các ủy viên hội đồng phụ trách các lĩnh vực kế hoạch và phát triển kinh tế, chiến lược phát triển khu vực và chánh văn phòng hội đồng vùng, Đại sứ Hoàng Văn Lợi và đoàn công tác đã tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội và du lịch ở 7 quận huyện thuộc vùng. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam đã trao tặng cho trường Trung học phổ thông Barkadin và trường tiểu học Tabata thuộc thành phố York mỗi trường 20.000 khẩu trang y tế. Đại sứ Hoàng Văn Lợi cho biết số quà này là do cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nam Phi quyên góp, thể hiện tình đoàn kết và tinh thần chung tay chống dịch bệnh với người dân Nam Phi nói chung và các em học sinh nói riêng, nhất là ở những khu vực còn nghèo khó. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được thực thi, dù bối cảnh dịch COVID-19 tạo ra không ít khó khăn, nhưng sự xuất hiện của hàng hóa Việt Nam tại châu Âu ngày một nhiều. Tại Pháp, thêm một lần nữa thì tuần hàng châu Á với sự xuất hiện đặc biệt của hàng hóa Việt Nam đã được tổ chức tại hệ thống siêu thị Carrefour nhân dịp Tết Nguyên đán. Sự có mặt của các sản phẩm Việt Nam tại hệ thống bán lẻ đứng thứ hai nước Pháp được chính tập đoàn đánh giá là một sự kiện quan trọng. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh, thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu, đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Chúc mừng năm mới, người tiêu dùng Pháp đã được đón chào khi bước vào siêu thị Carrefour, vùng Aubusson, tỉnh Paris bằng dòng chữ này. Tết Nguyên đán đã thay thế cho cách gọi trước đây là Tết Trung Hoa. Và đây là điểm khác biệt của tuần hàng đón chào năm mới của người châu Á tại hệ thống siêu thị này. Đến dự tuần hàng châu Á mà điểm nhấn là Việt Nam, có ông Bachir Rami, Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn Carrefour Pháp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, đại diện nhà nhập khẩu TNT Food Nhất Thành Khiêm, thị trưởng vùng Amazon và nhiều quan khách địa phương cũng như người tiêu dùng quan tâm đến sự kiện. Tôi nghĩ sự kiện mà chúng ta cùng tham dự ngày hôm nay là một cái sự khởi đầu rất là quan trọng. Nó cho phép chúng ta có những cái kinh nghiệm tốt và có những cái bước hợp tác rất là hiệu quả với các đối tác của Pháp ở sở tại. Dù gặp khó khăn do dịch Covid khiến hàng hóa đến từ Việt Nam chưa thực sự đa dạng, nhưng nhiều mặt hàng của Việt Nam đã có mặt để phục vụ người tiêu dùng. Đây là một nỗ lực của tập đoàn nhập khẩu, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và tập đoàn Carrefour. Tập đoàn Carrefour của chúng tôi rất hân hạnh tổ chức tuần hàng Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Đây là sự kiện sẽ được tổ chức do người tiêu dùng tại tất cả các siêu thị của chúng tôi trên toàn nước Pháp. Sự kiện này để đánh dấu cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời giới thiệu cho khách hàng của chúng tôi về ẩm thực và các sản phẩm lương thực thực phẩm của Việt Nam vốn đã được người Pháp yêu thích. Như vậy là cơ hội của hàng lương thực thực phẩm Việt Nam đã đến một cách rộng rãi hơn đối với người tiêu dùng của Pháp. Bắt mắt hơn bởi sắc màu rực rỡ và kiểu dáng khác lạ, đó là ưu thế của những giống hoa mới mà vùng trồng hoa Đà Lạt đã kịp tung ra thị trường vào dịp Tết năm nay. Sau một năm gặp nhiều khó khăn bởi COVID-19, tưởng như là những người trồng hoa sẽ e dè đầu tư giống hoa mới. Nhưng thực tế thì khá bất ngờ,
Chính sự mạnh dạn đưa vào sản xuất giống hoa mới đã mang lại lợi thế cho người trồng hoa. Mà cũng nhờ vậy, mùa hoa Tết như là đòn bẩy để phục hồi thị trường hoa nội địa sau đại dịch. Hoa màu gà dân dã và thân thuộc, nhưng giống hoa màu gà được trồng trong khu vườn này thì khác lạ. Có đến 12 màu, màu nào cũng rực rỡ, dáng hoa thanh thoát tựa những chồi thông ở phố núi Đà Lạt. Cái hoa này là một cái giống mới mà ở Nhật người ta mới tìm ra và người ta đã sản xuất được hạt giống và đưa về mình thử nghiệm. Thì cái thấy rất là nó khác lạ với cái hoa địa phương này. Năm vừa qua, thị trường hoa trầm lắng bởi dịch bệnh, nhưng Đà Lạt Hatch Farm, một trong những nhà sản xuất hoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á, vẫn chọn cách đầu tư khá mạnh dạn cho vụ hoa Tết. Đó là tiếp tục đi đầu trong việc nhập giống hoa mới để đưa vào sản xuất. Có đến 30 giống hoa mới được đưa vào canh tác và kịp đưa ra thị trường Tết. Dù rằng hoa mới đóng góp 2% sản lượng hoa Tết, nhưng lại có khả năng tăng sức hút nói chung cho hoa Tết. Mức tiêu thụ hoa Tết của nhà sản xuất này đã lên trên 10 triệu cây hoa cắt cành, 1,6 triệu chậu hoa, tăng 15% so với cùng kỳ. Thì cái ngành hoa nói vậy thôi, nhưng nó giống như là fashion, như là thời trang ấy. Không ai người ta chơi một loại hoa quanh năm cả. Và luôn luôn muốn là có những cái loại hoa mới hơn, sắc sảo hơn, đẹp hơn, bền hơn để người ta sử dụng. Cho nên cái việc mà cung cấp hoa mới ra thị trường là cái trách nhiệm của tất cả các nhà sản xuất hoa. Sau khi các địa phương trở lại bình thường mới, trong 3 tháng cuối năm, sức tiêu thụ hoa trên thị trường trong nước tăng mạnh. Đây là điều khá bất ngờ đối với các doanh nghiệp, các nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt. Và lợi thế chiếm lĩnh thị trường tiếp tục thuộc về những nhà sản xuất hoa có sản phẩm hoa mới, chất lượng và độc đáo. Tất nhiên, để có sản phẩm hoa mới đưa ra thị trường, đòi hỏi nhà sản xuất phải có sự đầu tư thích đáng. Để mà ra được một giống hoa mới không đơn giản một chút nào. Một năm chúng tôi thử nghiệm khoảng trên 500 giống hoa khác nhau. Nhưng cái hoa mà chúng tôi có thể trồng để thương phẩm được chưa đến 5%. Thị trường hoa Tết đang định hình nhiều phân khúc. Bên cạnh giống hoa quen thuộc, việc bổ sung những giống hoa mới, giống hoa cao cấp đã giúp cho hoa Tết thêm đa dạng, thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Và đó cũng là cách để phục hồi ngành sản xuất hoa sau đại dịch, không riêng mùa Tết này. Thưa quý vị, ở Trường Sa, tăng gia sản xuất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người lính. Tại các điểm đóng quân, nơi thường xuyên phải đối mặt với bão giông, người lính muốn trồng rau thì cũng phải trông mưa, trông nắng, trông vào trời yên biển lặng. Và không chỉ vậy, người lính còn phải chắt chiu từng giọt nước, từng chút đất dinh dưỡng để nuôi cây lớn mỗi ngày. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Trường Sa. Trường Sa vẫn đang là mùa mưa, nhưng nước ngọt vẫn phải triệt để tiết kiệm. Với những điểm đào nằm trên các bãi san hô, nguồn nước ngọt chủ yếu vẫn là từ nước mưa. Thế nên ngay cả trong những ngày bão, nước mưa cũng vẫn phải được chắt chiu để dành cho những ngày sau đó. Dù ở đảo bây giờ đã có nhiều hơn những bể chứa dung tích lớn. Từ khúc chân lên đảo, chúng tôi ý thức trách nhiệm được tắm giặt một ngày cũng chỉ khoảng 20 lít thôi. Còn đâu là nước rửa rau này, các thứ là chúng tôi để dồn vào. Và tận dụng những lúc mà trời mưa, những các lỗ thoát nước tôi bịt lại. Chúng tôi dồn vào trong thùng phi để mình lấy làm nước tăng gia. Tăng gia trên đảo khó hơn nhiều so với đất liền. Nước ngọt được sử dụng quay vòng, tận dụng để tưới rau. So với trước đây, rau bây giờ chủ yếu được trồng trong nhà lưới, năng suất ổn định hơn, ít bị hư hỏng hơn trong môi trường khí hậu khắc nghiệt. Sau những giờ huấn luyện, thì anh em tranh thủ là cùng nhau chăm sóc rau. Ở ngoài này thì nó khó khăn và vất vả hơn trong đất liền. Ngoài nước hơi muối và nắng, gió để cho cái vườn rau nó tốt thì mình cũng phải biết là gối vụ, nghĩa là các cái lứa rau trước với lứa rau sau để sao bảo đảm lúc nào cũng có rau tươi. Ngoài cái vật chất được của trên cấp mà bảo đảm thì tăng gia sản xuất, đặc biệt là về vấn đề rau xanh đưa vào cải thiện đời sống bộ đội. Ở đảo thì có rau là tốt rồi, nhưng mà để phù hợp mình thích nghi thì là rau cải, rau muống, mùng tơi. Những luống rau, con lợn, con gà lớn lên từ sự chắt chiu từng chậu đất mang ra đảo từ đất liền. Chắt chiu từng giọt nước và cả mồ hôi, công sức của người lính. Tăng gia ở đây vừa là chỉ tiêu và cũng là nhiệm vụ bắt buộc. Tất cả để bộ đội có thêm rau xanh và thực phẩm tại chỗ quanh năm. Và đến đây thì bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.